Ba tiền vệ của Arsenal gồm Odegaard mang băng đội trưởng, Declan Rice, Kai Havertz. Đây là cách hoạt động đã quá quen thuộc của đội bóng được dẫn dắt bởi Mikel Arteta. Bukayo Saka, anh đã thi đấu hơi cá nhân. Bóng trở lại với Declan Rice, Martin Odegaard, Lewis Cook. Anh thất thế về chiều cao so với Kai Havertz. Declan Rice, bóng trở lại với số 4, Odegaard. Bukayo Saka. Arsenal và thật bất ngờ. Đó là một bàn thắng được thực hiện ban đầu của Bukayo Saka. Sau khi ghi bàn thì anh còn chỉ vào trán của mình. Trong một thế trận mà Bournemouth cố gắng ru ngủ đối phương, Arsenal đã khiến cho các khán giả phải thức tỉnh. Bukayo Saka vẫn đang tỏ ra thích thú với pha làm bàn băng đầu của anh. Điểm nhấn trong tình huống này là cú thả bóng vào của Odegaard. Và Gabriel Jesus có một tình huống chuyền bóng vào trong. Pha xử lý này, bóng đi giữa cột dọc và khiến cho thủ môn Neto bị bất ngờ. Và dĩ nhiên hàng phòng ngự của Bournemouth cũng sững sờ. Sau đó bóng đến được vị trí của Bukayo Saka. Và trong tư thế quá thoải mái, số 7 của Arsenal dễ dàng ghi bàn. Odegaard và Bukayo Saka vẫn chưa ăn ý với nhau. Zinchenko. Odegaard, anh đang tìm đồng đội. Nketiah. Christie, và giật gót khá tinh tế. Odegaard. Odegaard. Nketiah đã di chuyển ra để hút người. Jesus. Ngăn cản Martin Odegaard ở thời điểm này, một trong những tiền vệ hay nhất của Premier League, một trong những cầu thủ xứng đáng nhất đeo bằng thủ quân. Anh dễ dàng đánh lừa được thủ môn dày dặn kinh nghiệm Neto khi đứng trước quả đá phạt. Quả đá phạt 11m trở nên quá dễ dàng đối với Martin Odegaard. Hãy nhìn cái cách đội trưởng của Arsenal lạnh lùng và thoải mái đánh lừa thủ thành Neto. Hai đội trưởng của đôi bên đối đầu với nhau và phần thắng đã thuộc về Martin Odegaard. Thủ môn Neto đã hoàn toàn phán đoán sai hướng bóng. Odegaard, Nketiah che chắn thành công và xoay sở tốt. Martin Odegaard. Zinchenko. Odegaard. Saka không đủ nhanh bằng thủ môn đối phương. Sau đó là pha xoay người dứt điểm của Zinchenko. Một nỗ lực cứu thua đáng nói của thủ môn Neto bên phía Bournemouth. Nếu như anh không kịp trượt ra như thế này, Bukayo Saka đã có cơ hội lớn hơn để ghi bàn. Neto đã chơi đầy kinh nghiệm khi cố gắng có thể làm hẹp góc sút của đối phương. Và sau đó Zinchenko đã ở một tư thế khó. Odegaard đang penalty. Odegaard là người đã ghi bàn trên chấm phạt đền ở hiệp đầu tiên để giúp cho Arsenal khép lại hiệp 1 với thắng lợi tạm thời 2-0. Và bây giờ đội trưởng là người bị đốn ngã bên trong vòng cấm của đối thủ.
Ở hiệp 1, người đã đem về quả penalty cho Arsenal là Nketiah. Christie không hề chạm bóng mà anh đã phạm lỗi. Kai Havertz! Đó là bàn thắng đầu tiên của anh trong màu áo mới Arsenal. Các đồng đội đã rất tâm lý khi mà Bukayo Saka đã nhường quyền đá penalty cho Kai Havertz, một trong những cầu thủ đang chịu nhiều áp lực nhất bên phía pháo thủ. Kai Havertz đã có khởi đầu chưa như ý dưới triều đại của huấn luyện viên Mikel Arteta, và hy vọng rằng bàn thắng này sẽ giúp cho Kai Havertz có thể cởi bỏ được những gánh nặng và mở khóa được hết những tiềm năng của anh. Một lần nữa, thủ môn Neto đã bị đánh lừa. Ở hiệp 1, Odegaard cũng sút vào góc tương tự và thủ môn Neto cũng đổ người sai. Lần này kịch bản đã lặp lại. Hai cầu thủ đá chân trái của Arsenal là những người đã thực hiện hai quả 11m và họ đều thành công. Nketiah. Trọng tài xác định rằng đối thủ không phạm lỗi. Declan Rice. Pha luân chuyển tốt của Matthew Rijkaard. Odegaard. Các cầu thủ của huấn luyện viên Mikel Arteta cho thấy khả năng xử lý tốt trong phạm vi hẹp của mình nhờ nền tảng kỹ thuật cá nhân tuyệt vời. Arsenal sẽ tới làm khách trên sân của Lens vào ngày 8 tháng 10. Đương nhiên đây là trận đấu của hai ứng viên vô địch. Còn Bournemouth, trận cầu duy nhất là giữa Nottingham Forest và Brentford. Odegaard đang vươn bóng. Bốn không cho Arsenal. Đến phút bù giờ mà họ cũng không buông tha cho đội chủ nhà, và người ghi bàn là Ben White. Một ngày rực sáng của đội trưởng Martin Odegaard. Anh là người đã ghi một bàn, đem về một quả penalty và vừa có một đường kiến tạo. Odegaard đã đóng góp vào 3 bàn của Arsenal trong 4 bàn. Cú chèo bóng hoàn hảo của Martin Odegaard đã được kết thúc với pha đánh đầu vừa đủ của Ben White. Một pha chạm bóng tinh tế khiến chèo bóng hoàn toàn nằm ngoài tầm với của thủ môn Neto. Thủ thành người Brazil đã có một ngày thi đấu thảm họa khi phải vào lưới nhận bóng tới 4 lần. Nếu chút nữa tỷ số đã là 5-0. Arsenal đang là đội khách thi đấu ấn tượng nhất tính đến lúc này. Tính riêng ở vòng 7, họ là đội bóng đang tạo ra được cách biệt lớn nhất, 4 bàn thắng trước đội chủ nhà.